Duyên xin kính chào tất cả các bạn thân mến. Lời đầu tiên chúc cho các bạn thật nhiều sức khỏe và một ngày làm việc thật là vui vẻ. Gần đây thì Duyên có post một vài video trên Facebook nói về phản hồi tích cực của khách hàng về một sản phẩm đang rất là hot trên thị trường nước Mỹ hiện nay đến từ Brazil. Đó là sản phẩm của công ty Safety Nails Disposable Mani Pedi Kit. Sản phẩm Safety Nails giúp cho chúng ta tiết kiệm được rất nhiều thời gian, không tốn nhiều supply, rất là thu hút khách hàng, nhanh, gọn, lẹ và an toàn cho nhân viên lẫn khách hàng. Sản phẩm đã được chấp thuận bởi Bộ Y tế Canada và sẽ được chấp thuận của Bộ Y tế Hoa Kỳ trong thời gian sớm nhất. Và sau đây Duyên sẽ hướng dẫn cho các bạn về sản phẩm Safety Nails Products. Sản phẩm Safety Nails Manicure Disposable Kit bao gồm 1. Chiếc khăn rất là silky và dày. Chúng ta có một đôi bao tay chứa active cream, một vài cây dũa và một cái wood stick là pusher. Thì khi các bạn làm manicure cho khách, thông thường thì các bạn sẽ dũa móng khách bằng cây file có trong cái bọc plastic như thế này. Bạn lấy xếp hết tất cả 10 ngón tay của khách bằng cây file, cây dũa này. Trong đôi bao tay sẽ chứa active cream, các bạn dùng tay của mình push cái cream lên như thế này và các bạn cho tay khách vào trong đôi bao tay này. Thì lúc đó active cream sẽ nằm hết gọn trong lòng bàn tay và nó sẽ làm cho tay khách rất là mềm mịn khi mà mình làm xong một cái manicure. Trong thời gian chờ đợi khoảng 3 phút, các bạn cũng có thể dùng thời gian này để massage thêm cho khách. Vì khách làm manicure rất là ưa chuộng massage, thì khi các bạn làm như vậy khách sẽ rất là thích và mình có thể là giữ được khách hàng và có thể có nhiều khách hàng giới thiệu hơn nữa. Quá trình đeo găng tay này thì chỉ tốn có 5 giây thôi. Và sau khi các bạn cho khách hàng ngâm trong vòng 3 phút, mình sẽ push cái bọc như thế này rất là dễ dàng. Và mình có một cái cây đẩy da bằng gỗ rất là vệ sinh. Mình đẩy da. Đẩy da bằng cây gỗ nó sẽ làm cho cái cuticle khách hàng và cái nail bed không bị trầy xước giống như mình đẩy bằng cây bằng metal. Và khăn ở đây các bạn sẽ lau nhẹ và các bạn dùng kìm của mình để cắt những cái phần da dư không cần thiết cho khách. Sau khi các bạn đã hoàn tất việc trim cuticle cho 10 ngón tay, các bạn có thể dành thời gian đó massage thêm một chút nữa cho khách. Tại vì khoảng thời gian mình làm manicure quá nhanh, cho nên thời gian đó mình massage thêm như vậy khách hàng nữa sẽ thích thú hơn và sẽ relax hơn rất là nhiều. Và các bạn có thể lột bao tay ra massage để cho phần active cream thấm vào da của khách. Lúc này mình để ý là da rất là mềm và mịn. Sau khi chúng ta hoàn tất việc massage, chúng ta dùng khăn đã có sẵn và lau móng khách bằng alcohol. Trong vòng 10 phút chúng ta đã hoàn tất một cái manicure và các bạn không cần phải sử dụng thêm bất cứ supply nào khác ngoại trừ sản phẩm Safety Nail Disposable Manicure Kit. Và xin chúc các bạn một ngày thật là vui vẻ và cảm ơn các bạn đã theo dõi video này.